Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền Thăng Long Thầy Mộc xin trả lời bạn như sau. Bị đi khám bác sĩ thì bảo là bị viêm dạ dày, uống thuốc tây thì không đỡ. Và họng thì khi viêm lên thì gây viêm trong dạ dày lên thì gây viêm họng và cảm thấy khó thở như kiểu hen suyễn, thì điều trị bằng đông y thì như thế nào? Thế thì phải giải thích cơ chế, thay vì đáng nhẽ đầu tiên là bạn chưa thể viêm được đâu. Đầu tiên nó chỉ là do một là ăn uống sinh hoạt không điều độ, ăn thịt quá nhiều hoặc là tập luyện thể dục không tới nơi tới chốn thì nó gây tình trạng gan nó nóng. Gan nó nóng thì nó phạm vào cái dạ dày, nó làm dư axit nhẹ ở dạ dày. Nó ban ngày thì không sao, bởi vì chúng ta làm việc thì nó không trào ngược lên, nhưng mà nằm ngủ thì nó trào cái dịch lên và nó gây tình trạng buổi sáng ra có cái đờm nhầy ở cổ họng phải khạc ra mới được, hoặc là không gì ạ, cứ vướng vướng đau đau tức tức khó chịu. Thế thường là trên 90% là chúng ta thường ra mua hiệu thuốc tây mua ngay. Ê, mua cái thuốc thì đương nhiên nếu mà dược sĩ người ta hỏi là anh có bị dạ dày không thì đương nhiên có bị đau dạ dày đâu, bởi vì tôi có bị đau dạ dày đâu mà bảo đau, vì không đau thật mà, vì mình không biết. Đương nhiên người ta sẽ cho thuốc kháng sinh uống một lần hai lần khỏi, nhưng mà cũng bị đi bị lại như vậy. Và một ngày đẹp trời nào đó thì dược sĩ người ta cho thêm những dòng mạnh hơn nữa, CVCM hoặc là mạnh hơn cả thêm Meron, rồi những cái dòng kháng sinh siêu mạnh vào để điều trị cái họng, và nó phá hủy thêm cái gan nữa và nó làm cho gan nó càng nóng nhiệt lên. Và đến một ngày nào đó thì dùng tây cái là bị đau ngay dạ dày, vì là có cái thuốc ấy, những cái thuốc ấy nó phạm vào cái dạ dày, nó làm cho bóc, làm nóng rát thì khó chịu, gây có thể là gây tình trạng đau ngay. Thì bắt đầu đi khám biết là mình bị viêm dạ dày. Viêm là còn nhẹ nhá, viêm xung huyết là đang phù lè ở hang vị, là ở dưới đáy ở dưới chỗ hình tá tràng ấy, chứ còn đáy thì dạ dày ở bên trên cơ. Dạ dày nó lại, người ta trong chuyên khoa về tiêu hóa người ta đặt cái dạ dày, đáy là bên trên, còn ở dưới là hang vị. Đấy, xung huyết là nhẹ, còn loét thì đấy là đã bong chóc rách niêm mạc ở bên trên rồi, phần đệm rồi thì phần cơ rồi thì phần trong chéo dọc giữa dọc rồi ngoài thì ngang, đấy cái phần cơ nó sâu hơn nữa thì điều trị nó càng khó. Thế thì với đông y thì chữa cái bệnh này như thế nào? Thì đầu tiên quan trọng nhất với thầy thuốc ấy, khi mà khám những cái bệnh nhân bị dạ dày thì thường là phải hỏi kỹ, hỏi đầu tiên là sinh hoạt, và bệnh nhân cũng phải khai cho chuẩn, ví dụ như là thức đêm quá muộn ấy thì ngủ sớm đi một chút, uống nước ít thì uống nước đủ đi một chút, uống rượu bia thì phải cắt nguồn trước cái nguồn đó, nguồn gây nóng, ăn quá nhiều thịt thì cắt đi, ăn càng đạm bạc càng tốt, ngủ sớm uống nước đủ, tập thể dục điều độ thì giảm được cái nhiệt ở gan. Hai nữa là có những cái dòng thuốc hỗ trợ điều trị thẳng vào cái dạ dày, ví dụ như là trong đông y có những cái vị như là một là lá dung, hai là lá khôi, ba là lá dạ cẩm, bốn là nghệ, năm là mật ong, sáu là hoàng cầm chẳng hạn, hoặc là tam hoàng, hoàng cầm, hoàng bá, hoàng kỳ, thì hỗ trợ điều trị cả dạ dày và điều trị cả gan rất là tốt. Thêm nữa một chút nữa, ví dụ như là viễn trí, nó hỗ trợ điều trị cái, nó làm cho ngủ sâu giấc, và ngủ sâu giấc chính là giải độc gan rất là tốt đấy. Và cái quan trọng với những cái người bị dư axit trong ngực dạ dày thực quản là gì? Điều trị gần rất mất thời gian. Có những người mà uống thì giảm ngay, nhưng có những người từ 3 tháng trở lên nó mới giảm được. Lại giải thích cơ chế nó chỉ đơn giản thôi. Một cái tế bào khi nó sinh ra thì nó phải 9 tháng lắm ấy, nó phải 90 ngày nó mới chết. Thế thì muốn làm lành được vết thương ấy thì lại phải chữa để nó cân bằng âm dương, và cuối cùng từ tế bào gốc nó sinh ra, nó biệt hóa ra những tế bào lành, đến khi là tế bào nó mã hóa ra ở những cái môi trường mô cơ đấy nó sinh ra thì nó là lành và nó mới cân bằng được, thì nó làm lành vết thương được. Nên vì sao đông y chữa có giảm nhưng để khỏi thì cần mất thời gian, nhưng chữa như thế mới là đúng. Thế còn nếu mà chữa theo kiểu bục và cho thuốc kháng sinh vào hoặc là uống phát ngày, khoảng đó uống, có những người uống 10 ngày 20 ngày chưa thấy gì, anh ơi em chưa thấy gì cả, bảo thế có chuyển biến không? Có chuyển biến một ít, có chuyển biến đã là hạnh phúc lắm rồi. Với những người dư axit trong ngực dạ dày thực quản nó loằng văn ngoằng lắm và nó mất thời gian. Tuy nhiên là nếu các anh chị mà không may bị thì tốt nhất là gì? Tốt nhất là đấy, lít lại tất cả các chương trình sinh hoạt, đặc biệt là ăn uống
càng đạm bạc càng tốt. Nếu chưa có điều kiện thì làm gì phải dùng thuốc. Ăn cơm gạo lứt mới vùng, uống đủ nước, tập thể dục điều độ, ngủ sớm thì 3-6 tháng sau nó tự nó làm lành vết thương thôi. Vì đơn giản thôi, khi mà mình tập thể dục như thế, mình ăn uống như thế, tạo chủ yếu là môi trường 100% là kiềm rồi, đưa vào cơ thể thì còn đâu là môi trường axit. Mà nếu có viêm, có nhiễm và có cả vi khuẩn HB thì chỉ là nó sống được ở cái môi trường là môi trường axit thôi. Bây giờ mình tạo cái môi trường kiềm ở trong dạ dày của mình, trong gan của mình rồi thì nó tự nó làm lành, tự nó cân bằng. Cho nên với những cái chữa trào ngược dạ dày thực quản thì hy vọng là các anh chị cần mất thời gian nhưng cố gắng cứ đúng đủ đẹp là sẽ ok. Xin chào.